Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Khu vực của trường đại học tập Mỹ, Linh Linh, Hải Yêu rút lui rồi. Nước hồ ở trên đảo đã rút đi một nửa. Ấy, cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một chút được rồi. Mạc Phàm xảy ra chuyện rồi. Không phải chứ, mới vừa mới giải quyết Hải Yêu xong, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Mục Bạch mất tích rồi. Không phải cậu ta cùng với người của Lam Dược Pháp Sư đoàn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hay sao? Sao lại mất tích được chứ? Chính là khi chấp hành nhiệm vụ đã không thấy đâu nữa bây giờ. Đã không thấy đâu nữa. Bây giờ không tìm thấy bóng dáng của anh ta. Nhưng mà dù sao Mục Bạch cũng là siêu giai, có lẽ không đến mức nào gặp phải nguy hiểm gì đâu. Tôi lo lắng chính là cái này, rất có khả năng anh ta đã bị tính kế. Sân lớn của Lê Thị. Tôi hỏi ông lần cuối, Mộc Bạch có phải đã bị ông hại rồi không? Đừng đánh nữa, thật sự không phải là tôi. Tôi thừa nhận lúc đó là bởi vì sự sai sót của tôi, Mục Bạch đã bị Hải Yêu tập kích bị thương. Nhưng cậu ta nói chỉ là vết thương nhỏ. Thủ lĩnh sau lưng của cậu, tôi không sao, quay lại vị trí của ông giữ vững phòng tuyến. Mà sau đó, Bạch Hồng Phi của núi Phàm Tuyết các người vẫn luôn ở gần chỗ của tôi. Cậu ta có thể làm chứng cho tôi tuyệt đối không hãm hại Mục Bạch. Xem ra hình như thật sự là không phải hắn. Vậy rốt cuộc Mục Bạch đã bị ai? Mục Bạch trước khi mất tích có biểu hiện gì bất thường hay không? Nếu nói nào bất thường, hình như cậu ta có hơi mất tập trung. Khi chiến đấu cũng không tập trung. Hừm, tốt nhất là ông nói thật cho tôi. Nếu không, tôi lại đến tìm tận cửa đấy. Mạc Phàm, cậu bắt nạt người quá đáng. Đến thế gia cổ đại Lê chúng tôi mà còn muốn đi hay sao? Ơi, ông không muốn tôi đi sao? Được thôi, vậy thì tôi sẽ ở lại chơi thêm vài ngày nữa, nợ cũ nợ mới tính luôn một lần. Lên cho tôi, ai có thể diệt được cậu ta, tôi sẽ phong người đó làm cung phụng trưởng lão. Cậu nên đi, không hay là cậu lên đi. Các người, giá chủ bất giận, thực lực hiện tại của cậu ta chúng ta không thể đánh lại được đâu. Ơi, cũng xem như là tự mình hiểu lấy đấy. Mạc Phàm lão ca đi thong thả, chúng tôi không giữ anh lại nữa. Đáng ghét, đều là thứ vô dụng. Giá chủ, nghe lời khuyên của tôi, loại người như cậu ta, chúng ta bớt chọc đến thì hơn. Núi Phàm Tuyết, Linh Nhi, có lẽ không phải là anh ta. Bên Lê Khải tôi cũng đã hỏi qua rồi. Vậy anh hãy suy nghĩ cho kỹ, Mục Bạch còn có kẻ thù nào khác hay không? Đúng rồi, lần trước Mục Bạch cũng bị thi triển thuật phong linh, nhất định là có liên quan đến người hạ chú. Sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng này nhỉ? Tôi còn cho rằng đối phương là nhắm vào tôi, không ngờ mục tiêu lần này lại là Mục Bạch. Bố ra, sao ngươi lại đến đây rồi? Ta nghĩ Mục Bạch có thể ý thức được xảy ra chuyện gì rồi. Trước khi hắn rời khỏi núi Phàm Tuyết đã từng để lại thứ này, các ngươi có lẽ có thể thông qua nó để tìm thấy Mục Bạch đấy.